Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức trao hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly y tế trên địa bàn. Cụ thể trao hỗ trợ 200 suất cho đại diện địa phương để trao lại cho người dân, trong đó quận Cẩm Lệ 100 suất, quận Liên Chiểu 50 suất và phường An Hải Bắc 50 suất. Mỗi suất là 300.000 đồng bao gồm lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm với tổng kinh phí là 60 triệu đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động từ quỹ từ thiện những trái tim đồng cảm thành phố ủng hộ thông qua đó nhằm hỗ trợ kịp thời và động viên bà con an tâm cách ly y tế.